Kính lễ cô tu nữ Tị Uyên, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đăng Đông Tâm Pháp Hoa Nguyệt Trần Đạo đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mến chào cà rốt. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Uyên. Xích Kim Nhung, Tâm Pháp, Cẩm Vân, Minh Quá Tha Ná, chị Sương Mai, cô Ái Minh, Xích Tâm Phương, Xích Đăng Đông, Xích Trần Đạo đã hoan hỷ lên ông bài Tiểu Bộ Kinh 62 La Mã. Và hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được học hai bài, không có học bài 63 nhưng mà sẽ học bài 64 và 65. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy hai bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Bài 64 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này, thế nào là ba? Thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện. Khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vì ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 65 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này, thế nào là ba? Thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh, ý thiện hạnh. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác, không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, thì thân hoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đáng lẽ ra thì hôm nay chúng ta học bài số 63 La Mã, nhưng mà do bài số 63 La Mã chỉ nói đến ba cái thời gian, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng tôi xét thấy cái bài này thì cũng không cần thiết lắm, vì đó là định mức theo định lượng của thời gian trong cái dách giải thích của mình. Ở trong Phật giáo thì quý vị biết là những cái gì mà là và là quá khứ, những gì đang diễn ra thì hiện tại, nhưng mà những gì chưa xảy ra thì nó là tương lai. Nhưng mà khi chúng tôi đang nói với các vị đó thì nó cũng là quá khứ, cũng là hiện tại, cũng là vị lai. Do vậy thì chúng tôi không có giảng cái bài số 63 này, mà bắt đầu là giảng cái bài số 64 và bài số 65. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi giảng bài số 64 và 65 vì nó có liên hệ chi pháp với nhau, ý nghĩa tương tự với nhau. Do vậy thì chúng tôi giảng hai bài cùng một lúc. Bây giờ thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantam Apiwadeemi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn, Sokhato Phagavata Thammo Thamman Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thực hiện tiện. Subhatibano Phagavato Sawakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước biển của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài đầu là bài số 64 đó, thì ở đây Đức Phật ngài dạy cũng có ba cái loại thân ác hành, ngữ ác hành và ý ác hành. Nhưng mà bài số 65 á, thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là thân thiện hành, ngữ thiện hành và ý thiện hành. Đó là ba cái pháp thiện, ba pháp trước đó là ba pháp ác. Thì trước tiên đó là chúng ta được biết đó là ở trong Phật pháp, Phật giáo chúng ta đó có nói đến ba cái loại nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái cửa nghiệp, tức là cửa tạo ra nghiệp là bằng thân nghiệp, hành động. Và một cái cửa nữa là khẩu nghiệp, tức là lời nói. Và một cửa nữa là bằng cái suy nghĩ của chính mình, đó là ý nghiệp. Và như vậy thì cũng từ ở ba cửa nghiệp này đó là chúng ta tạo ra thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Bây giờ thì chúng ta nhớ lại, quay lại cái câu pháp cú số 1 và số 2. Đức Phật ngài dạy là nếu giới ý ô nhiễm
nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó là Đức Phật ngài dạy là nếu với ý ô nhiễm, ở đây đó là do sự chủ tâm của chính mình, mà ở đó nó có cái chứa cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não đó, thì nó tác tạo ra với cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện, thì nó luôn luôn là quả khổ sầu. Và cái trường hợp thứ hai đó, thì Đức Phật ngài dạy nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động an lạc, bước theo sau như bóng không rời hình. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngài gọi là bóng không rời hình, tức là nếu với cái ý thanh tịnh đó, tức là bằng cái sự chủ tâm của mình, mà trong đó có cái gọi là vô sân, vô tham, vô si, không có tà kiến, vân vân, thì ở đó chúng ta sẽ tạo ra với bằng cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện, cho nên tạo ra cái quả lành mà chúng ta tái sanh ở cảnh giới an vui nếu là nghiệp cùng quả. Trước tiên là bây giờ đó, chúng tôi sẽ nói đến cái ba cái loại nghiệp bất thiện. Thì thường đó là mình, người ta thường nói đó là tu trong Phật pháp á, thì nó có nhiều định nghĩa ở trong nhiều cái hình thức, cũng như là cái phương hướng, cái đường hướng tu tập. Nhưng mà mình nói gọn ở đây có nghĩa là mình tu tập thân, tu tập cái khẩu và tu tập ý cũng là được rồi. Nhưng mà cũng chính cái thân khẩu nghiệp và ý nghiệp này đó, thì nếu mà với cái ý thanh tịnh, nếu với cái ý bất thiện, với ý ô nhiễm đó, thì ở đây nó khiến cho chúng ta hành động bất thiện, hành động bất thiện. Trước tiên đó là về thân á, thì cái thân của mình á, chúng ta thấy rằng nếu mà với cái sự chủ tâm của chính mình, trong Di Diệu Pháp gọi đó là Chetana, tức là mình cái gì mà mình có sự chủ tâm, sự cố ý ở trong đó, thì cái đó nó thường thường tác tạo ra nghiệp. Nó thông qua là thân nghiệp, hay hoặc nó thông qua cái lời nói, hay hoặc là nó thông qua cái suy nghĩ của chính mình, tức là lời nói, hành động hay là việc suy nghĩ. Cả ba cửa nghiệp đó thì do cái tâm bất thiện đó, cho nên tạo ra cái quả khổ sầu ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên là khi mà mình, cái thân của mình mà nếu mà do cái tâm của mình thôi, tâm của mình. Bởi vì trong ba thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, thì cái ý nghiệp á, nó dắt dẫn hay nó điều khiển cho cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp của mình. Nếu như cái tâm của mình nó thanh tịnh á, không có ô nhiễm bởi gì, chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tà kiến á, thì có lẽ là chúng ta tạo được cái nghiệp thiện rồi. Còn nếu mà tâm của mình mà, ý của mình mà bị chi phối đó, cái tâm của mình, cái ý của mình mà bị chi phối bởi phiền não đó, do cái động lực của tham, do cái động lực của sân, hay do động lực của si hoặc là tà kiến đó, thì nó khiến cho chúng ta có cái hành động bất thiện. Mà ở đây hành động là gì? Chúng ta sát sanh, thân chúng ta sát sanh. Bởi cái người mà nói là khi mà mình thấy rằng á, là một người mà cầm một cái dụng cụ gì đó mà mình sát hại một sinh vật nào đó, thì mình thấy rằng người ta hành động vậy thôi, nhưng mà thật là do cái tâm của họ, cái tâm của họ, cái tâm của họ là trước đó là cái động cơ đó, là do cái lòng tham, cho nên là họ có thể là sát hại sinh vật, sát hại sinh vật. Bởi vì họ giết để được lợi nhuận cho chính mình, lợi nhuận cho mình, rồi mình cũng không biết là cái lợi nhuận, cái lợi tức đó, nó mang lại cái lợi lạc cho gia đình mình, người thân của mình, ví dụ vậy. Khi mà mình tác tạo bằng do cái động cơ đó, là trước đó đó là do cái lòng tham của mình, cái tâm tham của mình, cho nên là người ta sát hại. Hay hoặc là chúng ta thấy rằng mặc dù là hiện tại đó, khi mà cái động cơ mà cái sự chủ tâm mà để sát hại đó, thì nó bằng cái tâm sân chứ không phải là bằng tâm tham. Nhưng mà cái động cơ trước đó đó, cái động lực trước đó đó, chúng ta thấy rằng
bảy cái sát na tạo nghiệp đó, chetana của mình đó, nó phối hợp với bảy cái sát na tạo nghiệp đó. Sự chủ tâm của mình là giới bằng cái tâm, bằng cái tâm bất thiện. Thì ở đây đó, mình đơn cử là do cái tâm sân của, tâm tham của mình, vì cái lợi nhuận cho nên là người ta sát hại. Thí dụ như người ta sát giết trâu, giết bò, giết heo, hoặc là giết cá, giết này giết kia đó, giết để người ta buôn bán, người ta được cái lợi nhuận đó, để người ta nuôi bản thân người ta, hoặc là người ta nuôi người thân người ta, vân vân. Thì cái động cơ đó là động cơ bởi cái lòng tham. Nhưng mà khi đang giết á, thì là tâm sân. Bởi vì có sự chủ tâm với cái động lực của tâm sân, thì họ mới hủy diệt đối tượng, họ mới sát hại được cái đối tượng đó. Cái đối tượng đó, mà đối tượng đó là bất cứ một sinh linh nào. Theo trong Phật giáo đó thì chúng ta là mọi cái sinh vật ở cuộc đời này nó đều là ngũ quẩn hết. Mã có sự sống á, nó có sự sống, nó có thức mà có sự sống á, thì đều được gọi là chúng sinh hết. Không có kể là con lớn, con nhỏ, chúng sinh đó lớn hay là nhỏ, hay là có chân hay là không có chân, hay là như thế này thế nọ. Khi mà nó có sự sống, nó có cái thức sống của nó có sự sống của nó. Có nghĩa là mình đây là mình biết rằng có cái sự sống của mỗi chúng sinh đó. Khi mà mình sát hại bằng cái động lực của tâm tham, thì cái trước đó đó, động lực của tâm tham thì đều là động lực của bất thiện. Nhưng mà có khi đó thì chúng ta giết hại đó thì cũng là bằng cái động lực của tâm sân. Mặc dù là trước đó cũng là sân, nhưng mà đang khi giết cũng là sân. Đang khi giết là sân. Trước đó là sân là gì? Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái con đó nó cắn mình đau quá đi, mình dắt một cái cây mình đập cho nó chết, thì chúng ta thấy rằng là nó phải là giết bằng cái động lực của tâm tham, mà giết bằng một cái động lực của tâm sân. Như tương tự như vậy, hoặc là có ai mà đánh đập mình đau quá, hay là làm tổn thương cái cơ thể của mình, thì mình giận quá, mình bực bội quá, cho nên là mình giết hại người đó, hay là đánh đập người đó. Biết bao nhiêu cái sự oán thù mà từ ở cái tâm bất thiện của mình, đó là cái động lực của tâm sân. Bởi chúng ta thấy rằng khi mà lòng của mình nghĩ đến cái sự bực bội khó chịu đó, đó là sân tư duy rồi. Nhưng mà khi đến nghĩ đến cái cách để mà làm quỷ hoại hay là tổn hại bất cứ một cái đối tượng nào đó, từ ở nơi cái người nào đó hay chúng sinh nào đó, thì đó là hại tư duy rồi. Khi chúng ta nghĩ như vậy, mà bây giờ ở đây đó là động lực mà do là cái tâm sân cho nên khiến người ta sát hại, cũng có, không có gì, bực bội cho nên là họ giết hại thôi. Cho nên cái tâm sân của mình á, quý vị thấy nó cũng là một trong những cái tâm bất thiện. Tâm tham nó cũng là một trong những cái tâm bất thiện. Ở trong Di Diệu Pháp căn bản thì chúng ta thấy đó là 12 tâm bất thiện tất cả, 12 tâm bất thiện tất cả. Trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Cho nên cái tâm sân này nó có thể là do hữu trợ hoặc là vô trợ thôi. Hoặc là trợ bằng lời nói, hoặc là trợ bằng cái hành động lôi kéo, hay trợ bằng cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình thì cái đó là do trợ bằng thân, hay là trợ bằng khẩu, hay là trợ bằng bằng ý. Cả ba cái đó. Rồi bây giờ là chúng ta sát hại nó có thể là bằng cái gì? Bằng cái tâm si mê của mình. Tại vì khi mà mình không có hiểu rõ được lực nhân quả, và không tin vào lực nhân quả, không hiểu rõ về lực nhân quả, cho nên chúng ta không biết về điều đó, hoặc là biết về điều đó, nhưng mà do cái tâm si của mình, cho nên là mình nói thôi kệ, nó không có gì đâu. Nghiệp quả nó cũng chẳng qua là trổ ở tương lai thôi, không bao giờ có ở hiện tại, thí dụ vậy. Hoặc là không bao giờ có cái nghiệp bất thiện, cái quả bất thiện mà chúng ta hưởng khổ sầu do cái hành, cái nhân bất thiện đó đâu. Do khi nghĩ như vậy, khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì là do cái tâm si mê của mình. Mình không tin vào nhân quả mà, không tin vào quả của nghiệp quả, nhân quả và quả của nghiệp. Quả của nghiệp tức là cái hành động mình tạo thì nó sẽ có tác đạo,
nó sẽ có cái quả tương ứng. Như vậy thì cái người mà không tin vào luật nhân quả, không tin quả báo tương ứng như vậy, vân vân, từ cả cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp hay là luân hồi, thì cái người đó cũng là do cái sự si mê của chính mình. Từ cái sự si mê đó mà người ta tạo cái nghiệp. Cho nên ở trong tâm si của mình á, xin lỗi quý vị, trong tâm tham của mình á, sanh khởi đó, thì nó cũng đã có tâm si rồi. Và trong tâm thân sân mình sanh khởi thì cũng có cái sự hữu si ở trong, có cái si ở trong. Cho nên cái si đây là cái sự mê mờ, không nhận đúng cái bản chất thật của nó, hay không tin vào luân hồi nghiệp báo, vân vân. Cái đó là cũng bản chất của si hết, bản chất của si hết. Cho nên có thể là người ta sát hại có thể bằng với lại cái tâm si mê của mình. Kế tiếp nữa là người ta sát hại có thể là bằng do cái tâm tà kiến. Mặc dù là tà kiến nó cũng nằm ở trong tâm tham thôi. Nhưng mà có thể là người ta nghĩ rằng là sát hại một con vật nào đó để cúng tế, để cầu xin cái điều này, điều kia, cầu bình an cho mình, cầu này kia đó, khiến cho họ sẵn sàng giết một cái con vật. Con đó con gà, con đó là con heo, hay là con đó là con trâu, con bò gì đó, vân vân. Thì tùy theo cái gọi là tế lễ của họ, và theo họ thì cúng những cái con vật đó, tế lễ đến những cái thần linh đó để cầu nguyện cho mình được sự bình an. Thì đó cũng là một trong cái suy nghĩ mà nó trái đi cái luật nhân quả. Đó cũng là một trong những hành vi tà kiến. Tà kiến. Vì họ muốn được họ bình an, nhưng mà họ lại sát hại sinh vật để cúng tế lễ, cầu mong tế lễ thần linh phù hộ cho họ được bình an. Cho nên là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng người nào cầu an vui hạnh phúc cho mình, nhưng dùng quyền thế cảm hại hãm hại chúng sinh khác, sau khi chết không bao giờ được an vui. Trong kinh Đức Phật Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy như vậy. Sukha kamani futani yo dande na vihin sati attano visane satang. Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái người mà sát hại bằng cái thân này, có thể là do tâm tham cũng có, do tâm sân cũng có, do tâm si cũng có, và do cái sự tà kiến của mình cũng có, vân vân. Cho nên ở đây nó nhiều cái động cơ, và khiến cái tâm bất thiện nó khiến cho cái người đó hành động. Bây giờ khi mà mình nói đến cái việc mà sát hại thân sát sanh, hoặc là trộm cắp, có thể là do lòng, là do trộm cắp, tham khiến cho người ta phải rình rập lấy của người khác, hay hoặc là tính toan tính mưu hại để mà chiếm đoạt của người khác, vân vân. Đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư à. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ cảm ơn đạo tràng. Cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Quý vị còn nghe rõ không? Có nghe được không ạ? Cảm ơn quý Phật tử. Cái ở đây á, là nói khi mà mình trộm cắp á, cũng có thể là do cái
cái tâm sân của mình. Tức là mình cái khi trước đó đó mình nghĩ rằng là mình lấy của người khác để trả thù, hay lấy người khác cho bỏ ghét, vân vân. Cái suy nghĩ đó đó, cái suy nghĩ đó đó, cho nên cái tâm của mình nó sinh diệt mà. Động cơ trước, động lực trước là tham, động lực sau là sân, động lực trước là sân, động lực sau là tham, vân vân. Nó cứ xen kẽ liên tục mà toàn là những cái động lực của bất thiện không à. Động lực bất thiện, chứ động lực thiện thì nó khó sao. Mà động lực bất thiện thì nó lại là cái bản chất của người phàm phu á. Thì cái động lực bất thiện nó chiếm cái thời gian nhiều hơn, nó sanh khởi nhiều hơn là cái động lực thiện. Do vậy thì mình thấy rằng khi một người mà sát sanh, một người mà trộm cắp, do cái thân sát sanh, do cái thân trộm cắp, do cái thân tà hạnh. Tà hạnh, tà hạnh ở đây thì mình biết rằng một cái người cư sĩ Phật tử của mình là biết chính xa năm điều, trong đó có một cái điều gọi là tà hạnh. Một là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Thì cái chuyện mà tà hạnh là mình biết rồi. Ở trong hiện tại thì có những cái nền văn hóa, cái pháp luật văn hóa người ta nghiêm cấm, là người ta khuyên người ta là sống với nhau là một vợ một chồng, hoặc là vợ chính thức hoặc là chồng chính thức, chứ mình không có cái sự quan hệ với lại bất chính ngoài vợ hoặc là ngoài chồng chính thức của mình. Và như vậy đó thì có người từ ở trong cái việc làm á, ở trong cái do cái tà hạnh đó làm cho cái gì, thứ nhất là mình vi phạm về luật hôn nhân của xã hội. Cái thứ hai, trong cái nền văn hóa gia đình, đạo đức của gia đình thì chòm xóm người ta nhìn cũng mình là một cái người sai trái, một cái người sai trái nếu một người tà hạnh. Và về bản mình thì người ta cũng lại có một cái nhìn rất là xem thường cái người đó. Về cái quả báo trong tương lai nếu một người tà hạnh thì có lẽ là quý vị cũng biết, đây là sanh lại làm một cái loài dê, loài bò, loài trâu gì đó. Đó sanh đầu một cái loài gọi là một số chúng sanh bàn sanh thì nó là chịu quả khổ rồi, chịu quả khổ rồi. Như vậy thì ở đây đó, khi mà có một cái thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, đó là ba cái nghiệp mà khởi từ ra từ thân của chúng ta. Bây giờ nói đến cái khẩu nghiệp của chúng ta, khẩu nghiệp tức là cái cửa tạo nghiệp ra bằng cái lời nói. Cho nên lời nói thì nó cũng là cái tạo ra cái nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Và trong trường hợp này thì chúng ta đang nói đến nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện có nghĩa là thân nói, khẩu nói dối, tức là nói không đúng sự thật, không đúng sự thật. Rồi nói những cái gì đó để có thể là người ta nói. Có nhiều khi có những người họ nói dối nó trở thành cái thói quen mà họ cảm thấy nó là tự nhiên, họ nói ra là phải nói dối. Có những người như vậy. Có người đó thì vì cái sự bực bội sân hận của mình mà họ nói dối cũng có. Hay hoặc là do cái lòng tham họ nói dối cũng có, không có nhất thiết. Cho nên ở đây đó, có nhiều người đó thì muốn ghét một ai đó thì mình nói thêm, nói bớt cái chuyện tốt của người ta mình bớt đi, hay là cái chuyện xấu của mình thêm thắt, để mắm dặm muối vô, để nghĩ gì lắm, nghĩ đó nó là tệ, vân vân và vân vân. Cho nên là cái động cơ trước đó là có cái lòng sân để trả thù. Họ nói đó là cái lòng tham mà cũng thấy là nói dối. Họ nói dối chứ họ ví dụ giống như tôi nói là khi mà tà hạnh, họ nói với là họ được cái người phụ nữ đó, hay là được một cái người nam đó họ sẽ đáng. Họ để cho nên cái cửa nghiệp mà khẩu nghiệp nó cũng một trong những cái tạo nghiệp bất thiện đó, tiệp bất thiện đó. Cho nên họ sẵn nói dối
để được lợi lộc, hay là nói dối được trả thù đòi tình của họ, hay để trả thù đối với một ai đó, thì nói dối là do. Rồi có những tỷ chứng lý và treo thì rõ ràng là chúng ta không phân minh được đâu chánh tà đúng sai. Do vậy thì đây cũng là một cái trạng thái mê mờ đó, trạng thái cái mê mờ của nội tâm đó. Cho nên nó nhiều cái động cơ để khiến cho người ta nói dối cũng có. Rồi khẩu nói dối, nói lời độc ác, ví dụ như mình mở miệng ra mình nói lời chua ngoa ác độc, dù là cái ngôn từ đó đó nó được trao chuốt bằng những cái lời nghe dễ nghe, nhưng mà rõ ràng là trong thâm ý của một cái lời nói đó nó cũng chứa cái lòng sân ở trong đó. Cho nên ở đây đó, trước tiên đó, cái lời nói đó phải là nói của tâm từ á, thì nó mới không có những cái pháp bất thiện. Ngược lại là nói bằng tâm sân thì không cách này thì cách nọ, cũng là thể hiện ra bằng cái khẩu nghiệp của chính mình. Cho nên nói bằng tâm sân á, hành động bằng tâm sân, hoặc là nói bằng tâm sân. Ở trong trường hợp này nói những lời độc ác thì đâu có nói là bằng cái tâm từ được. Cho nên để đối trị lại với cái tâm từ là chỉ có cái tâm, xin lỗi, để đối trị lại với cái tâm sân là chỉ có cái tu tập tâm từ. Tâm từ, khi nào mình nói người ta mà mình nói bằng cái lòng tâm từ của mình, mong cho người ta được an vui, được mát mẻ, thì cái lời nói đó thật sự là mang đến cái lợi lạc cho người ta. Còn nếu như một người nói mà bằng tâm sân thì trước sau thì cái lời nói đó cũng gây đến cái quả khổ cho mình, cho cái người nói đó, và đau, dẫn đến cái đau khổ từ ở nơi cái lời bằng phát xuất từ ở cái tâm sân của mình là như vậy. Rồi bây giờ mình nói đến cái lời nói nhảm nhí vô ích, nó cũng là một cái vô ích, lời nói vô ích, hay là lời nói mà gọi là lời nói phù phiếm. Trong kinh xài cái từ phù phiếm là lời nói không có lợi ích gì, mà bàn chuyện đông chuyện tây, người trên sớm dưới, mập bớm éo béo mập rồi ra sao đó, thì cái chuyện đó nó cũng có lợi, không có lợi ích gì. Mình nói hoài những điều đó nó trở thành không có lợi ích gì, cái tâm của mình nó miên man cho những cái việc mà vô ích đó, vô ích đó, để tâm mình nghĩ đến những điều đó thường xuyên, rồi lời mình nói những lời nói nó thường xuyên, thì do vậy thì cái tâm nuôi những cái tâm bất thiện nó không tốt. Thì do vậy thì khẩu nghiệp mà nói những lời phù phiếm vô ích đó, nó cũng là một trong những cái tạo ra cái khẩu nghiệp bất thiện. Bây giờ nói đến cái ý nghiệp bất thiện nữa. Cái ý nghiệp bất thiện đó thì rõ ràng là quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta suy nghĩ nó bằng cái động cơ nó suy nghĩ bằng cái động cơ á, cái động lực á, là do cái tâm sân của mình sông ác, sân độc ác, bằng cái tâm sân của mình hay là bằng cái tham dục ác, tham dục ác, tức là bằng cái tâm sân của tâm tham của mình, thì cả hai cái động cơ động lực của tâm tham khiến cho mình nói hay là mình làm, mình hành động, mình hành động, thì cái động cơ động lực mà do tâm tham hay động lực do cái tâm sân hoặc là động lực do tà kiến, chúng ta thấy về cái ý nghiệp phải không? Cái ý nghiệp có thân, có ý nghiệp có gì? Có tham dục ác, tham độc ác, thân tham dục ác, rồi sân độc ác, rồi tà kiến ác. Cái ác ở đây đó là quý vị thấy là khi nào mà cái tâm của mình suy nghĩ nhiều về việc đó mà nó khởi lên, nó bộc phát lên, khiến cho mình có cái hành động, khiến cho mình có cái lời nói bất thiện, có hành động bất thiện, thì cái đó được rồi. Bởi vì cái động cơ hay là cái động lực từ ở tâm sân, động lực từ ở tâm tham, thì nó đều đưa đến cái quả khổ sầu hết. Ý nghiệp của chúng ta là như vậy.
Giờ quý vị nghe lại chưa? Quý vị còn nghe lại chưa? Dạ nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Đức Phật ngài dạy trong cái bài kinh đầu tiên này đó là làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, tức là lời nói của chúng ta, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi ác hạnh. Trong không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mệnh chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng ở đây Đức Phật ngài dạy, nếu với cái chủ ý của mình, tức là Chetana của mình, cái việc mà mình tạo nghiệp á, nó kết hợp với những tâm tham của mình, nó kết hợp với cái tâm sân của mình, và nó kết hợp với cái tâm si của mình, thì nó tạo ra cái quả khổ sầu ở trong tương lai. Bây giờ á, nói đến Ma Bích Tha, dạ, dạ đạo tràng, chúng con không có nghe được âm thanh của sư. Dạ, không biết sư có nghe được âm thanh của con không. Nếu sư nghe được âm thanh con cũng thỉnh sư rơi rung để trở lại bạch sư. Nãy giờ chúng con nghe nó đứt quãng, nghe rồi lại không nghe, nghe lại không nghe. Dạ, con kính nhân mít trên sư ạ. Cái bầm thoát thì nó có lúc dày lúc khác, mạng khi nó yếu. Bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Bây giờ nghe rõ ha. Bây giờ đó thì Đức Phật ngài dạy ở trong này nè, là từ bỏ thân làm ác, thấy không? Từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là ác hạnh. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành. Khi tân hoại mệnh chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không làm ác, không làm ác mà chúng ta không làm thiện thì cũng không được. Bởi vì nếu chúng ta không làm ác mà chúng ta không làm thiện thì chưa có phải là làm thiện, chưa có phải làm thiện. Tương tự như vậy, cái thân khẩu và ý của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không làm điều ác nhưng mà chúng ta phải thực hiện những điều lành. Ở đây đó là thân từ bỏ những việc ác, từ bỏ, tức là thân mà từ bỏ sát sanh,
thân từ bỏ trộm cắp, thân từ bỏ khẩu thì từ bỏ lời nói dối, từ bỏ cái lời nói độc ác, từ bỏ cái lời nói chia rẽ, và từ bỏ cái lời nói phù phiếm, vân vân. Và ý của chúng ta đó thì là tham ác, không sân ác và không tà kiến ác. Thì nếu mà từ bỏ những điều này đó thì có nghĩa là chúng ta không làm các cái điều ác, không nói những điều ác và không suy nghĩ ác. Nhưng mà chưa có phải là chúng ta làm điều lành. Do vậy đó thì chúng ta phải vừa là từ bỏ cả ba cái thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện ra đó, thì người đó phải thực hành những cái hạnh lành. Cho nên chúng ta có cái câu pháp cú mà Đức Phật ngày dạy là sabbapa passa akaranang kusala upasambada sacitta pariyodapanang etang buddhasasanang. Đức Phật ngày dạy là không làm các việc ác, gắn hành các hạnh lành, là cố gắng mà thực hành các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật, lời chư Phật dạy vậy. Cho nên ở đây đó, khi mà mình không làm ăn, tránh xa thân khẩu ý bất thiện ra đó, thì chúng ta phải thực hành những cái hạnh lành. Mà hạnh lành ở đây đó thì trước nhất là thân của chúng ta đó. Như quý vị thấy rằng nhiều khi đó là thân chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, thì ngược lại đó là nhiều khi đó chúng ta cũng biết đó là luôn luôn tu tập cái tâm từ của mình, không sát sanh mà mình tu tập cái tâm từ của mình. Và về sau, đặc biệt là truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, thì người ta nói là mình không sát sanh thì mình phải phóng sanh. Thì sự thật ra trong kinh điển Bali thì không có đề cập đến việc đó, mà là dạy chúng ta tu tập về tâm từ. Mặc dù chúng ta hành động thiện là chúng ta phóng sanh, đó là hành động thiện, bởi vì mình giải tỏa, giải cứu, giải thoát được một sinh vật nào đó đối với lại một cái sự buộc của chúng sinh đó, thì đó là một cái việc thiện rồi. Nhưng mà trong kinh điển Bali thì không có đề cập đó, mà đề cập đến cái việc mà chúng ta không sát sanh á, thì chúng ta nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, tu tập nuôi dưỡng tâm từ mình, và nó được thể hiện qua cái lời nói của mình, nó được thể hiện qua việc làm của mình, nó được thể hiện qua cái suy nghĩ của mình bằng với cái tâm từ của chính mình. Cái người tu tập tâm từ là vậy. Mà đặc biệt là khi nói tu tập tâm từ, bởi vậy cho nên là đệ nhất về phước đức đó, thì chỉ có tu tập bốn phạm trú. Bốn phạm trú tức là tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ và tu tập tâm xả. Cái người mà luôn luôn mát mẻ mong cho chúng sanh khác được sự an vui đó, là chúng ta không nói chỉ cái lời nói không, mà trong tâm của mình á, trong mọi trường hợp, trong mọi thời gian, trong mọi thời điểm, chúng ta luôn luôn mong cho những chúng sanh khác được cái sự an vui, mát mẻ, mong cho chúng sanh dù là xa hay là gần, thô hay là tế, kẻ đó, người đó là thân với ta hay là không thân với ta, chúng ta luôn luôn khởi cái tâm từ, tu tập cái tâm từ đối với tất cả chúng sinh. Đó cũng là một trong những cái cách tu tập để đối trị lại cái sự não hại làm tổn thương. Mình tu tập tâm bi cũng vậy đấy. Tu tập tâm bi là mong cho những chúng sanh khác không có khổ. Tâm từ là mong cho những chúng sanh khác được sự an vui mát mẻ bằng với cái tâm của chính mình. Nhưng mà tâm bi là mong cho những chúng sanh khác không có bị khổ, dù là xa hay là gần, thô hay là tế, chư thiên hay là nhân loại gì, sinh vật nào cũng vậy, mong những chúng sanh đó không có bị khổ, không có bị khổ. Cho nên là chúng ta cũng biết đó là giữa cái giáo lý của Thiên Chúa giáo đó, người ta xài cái từ gọi là bác ái. Bác ái tức là có tình thương với con người của mình. Con người của mình nên có cái tâm bác ái với con người của mình. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta đó, chúng tôi thấy rằng
Trong Phật giáo chúng ta xài cái từ, cái tâm gọi là metta-citta đó, metta-citta tức là tâm từ của mình đó. Thì ở đây đó là mong cho tất cả chúng sinh, thì không có giới hạn là con người hay là sinh vật nào, cả con vật kiến, con kiến, con lăng quăng, con cá hay là con này con kia, ở bất cứ một cái chúng sinh nào, ở trong cảnh giới nào, cũng mong cho những chúng sinh đó được sự an vui, và không nỡ thấy chúng sanh đó đã khổ, không nỡ thấy chúng sanh đó khổ. Cho nên là chúng ta tu tập về tâm bi đó, karuna citta đó, tức là cái tâm bi của mình mong cho những chúng sanh khác không có bị khổ, là như vậy. Mà mình làm sao mình nuôi dưỡng cái tâm của mình? Bởi vì đệ nhất về cái phước đức của mình, mình tu tập mà để tạo phước đức thì chỉ có mình trao dồi bốn cái pháp là tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ và tu tập về tâm xả. Rồi cái thứ ba nữa đó là chữ mudita citta đó. Ở đây muốn nói đến tức là cái tâm hỷ của mình, cái tâm hỷ của mình, cái tâm mà mình ở đây đó, nó đối trị lại, tức là cái tâm hỷ này đó, nó đối nghịch lại với cái tâm sân, nó đối nghịch lại với cái sự ganh tị, đối lại, đối trị lại với lại cái tâm bất thiện, đó là ganh tị tật đố, ganh tị tật đố. Bởi vì chúng ta đó thì nhiều khi đó nó còn có giới hạn ở trong cái tình cảm riêng tư của chính mình. Mình mong cho người thân của mình là như thế này, mình mong cho người thân của mình được an. Nhưng mà người mà tu tập về tâm bi á, tâm hỷ đó, thì mong cho tất cả những chúng sanh khác á, mong cho tất cả luôn luôn mát mẻ về tất cả chúng sanh, và mong cho những chúng sanh khác có được cái sự thành tựu. Thành tựu ở khía cạnh nào vậy? Mong cho những chúng sanh khác có cái sự thành tựu. Thí dụ bây giờ nè, trong cái suy nghĩ của chính mình á, nhiều khi là mình có khi đó thì có người đã thấy rằng á, được cái sự thành công của một người nào đó, thì mình khởi cái tâm ganh tị lên, mình không muốn là người ta hơn mình như thế này thế nọ, thế này thế nọ, về sắc đẹp, về danh vị vọng địa vị, về giàu sang, về sức lực, về nhiều thứ, học vấn kiến thức vân vân, thì nhiều cái lĩnh vực như vậy. Nhưng mà khi mà thấy một người nào đó mà hơn mình một khía cạnh nào thì tự động mình khó chịu, đó là một cái tâm ganh tị. Cho nên là cái tâm ganh tị là không muốn người ta hơn mình bất cứ một lĩnh vực nào. Còn bỏng sẻn là không muốn mình chia sẻ bất cứ cái lợi lộc nào đến với cái người khác. Ganh tị thì không muốn người khác hơn mình bất cứ một cái thứ lĩnh vực nào. Còn bỏng sẻn tức là ở đây đó là keo kiệt đó, thì không muốn chia sẻ bất cứ cái lợi lộc nào cho người khác. Đó là như vậy. Cho nên hai cái này, hai cái tâm này đều là tâm bất thiện hết. Hai cái tâm này là tâm bất thiện. Mà mình tu tập tâm hỷ đó, là mong cho những chúng sanh khác có được cái sự thành tựu. Và từ cái sự thành tựu đó thì mình luôn luôn quan hỷ với lại sự thành tựu của mỗi chúng sanh. Đó là cái tâm hỷ của chính mình, cái tâm hỷ của chính mình. Mình cái người mà tập cái tâm mình tùy hỷ với sự thành tựu của người khác thì mình luôn luôn có được sự an lạc. Mà chúng ta để ý rằng là chúng ta càng ganh tị cao chừng nào đó thì chúng ta lại khổ nhiều chừng nấy. Khổ chính ở cái tâm của mình không thấy thoải mái, không một thấy một cái sự thấy không thấy thoải mái, thấy bức rứt, thấy khó chịu, thấy cái này thấy nọ, làm cho cái tâm của mình nó không được thoải mái. Đó là cái sự trở ngại cho chính mình. Nhưng mà một người tu tập tâm hỷ á, cũng có nghĩa là trao dồi cho chính cái nội tâm của mình, là thấy được cái sự lợi lạc, sự thành công, thành tựu của một chúng sinh nào đó, bất cứ cảnh nào, mà mình có cái sự tùy hỷ như vậy, có cái tâm tùy hỷ như vậy, hay là tu tập tâm hỷ của chúng ta, thì mong cho cái điều đó nó luôn luôn có sự thành tựu. Thì đó chính là mình tu tập về tâm hỷ. Tu tập về tâm hỷ. Rồi kế tiếp nữa, tu tập về tâm xả, upekkha citta. Ở đây muốn nói đến tức là
đến một mức độ nào đó thì cái tâm của mình không có câu chấp bất cứ cái thứ gì, mình đều hỷ xả. Người ta gọi là hỷ xả thì nói cái từ nôm na là hỷ xả, nhưng mà sự thật đó là cái tâm của mình không có chấp cái này đúng, cái này sai, cái này cái nọ, hay hoặc là cái này tốt, cái này xấu, mà luôn luôn trong một cái nội tâm chúng ta luôn luôn có một cái sự xả tâm, tức là cái tâm của mình luôn luôn không có cái sự câu chấp như vậy, không có sự câu chấp như vậy, thì chính là mình tu tập về tâm xả. Khi mà mình tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ và tu tập về tâm xả đó, từ cái mức độ thấp cho đến cái mức độ cao, đến mức độ cao, đến một mức cái mức độ thuần thục ở trong thiền chi, hay hoặc là cái mức độ tu tập của chính mình trong đời sống, thì nó luôn luôn là một thiện pháp mang đến cái sự an lạc cho mình và cho người khác. Do vậy đó, thì ở đây đó là mình nói mình từ bỏ về cái thân thiện hạnh mà mình tu tập về tâm từ tâm bi đó. Bây giờ khi mà mình nói đến cái khẩu lời nói, hay là lời nói của mình, giờ lời nói của mình, cái thân của mình là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không tà hạnh. Thì bây giờ đó là thân chúng ta không sát sanh, chúng ta không trộm cắp, mà ngược lại chúng ta bố thí. Ngược lại không trộm cắp thì chúng ta lại bố thí, chúng ta lại cúng dường. Rồi thân không tà hạnh thì chúng ta lại sống một cái đời sống chánh hạnh của một người cư sĩ, hay là sống chánh hạnh của một cái vị xuất gia. Đó là một trong cái việc mà mình tu tập cho chính mình. Bây giờ khi mà mình nói đến cái việc mà ngữ thiện hạnh á, thì ở đây thay vì mình nói những cái lời bất thiện, nói những lời không hay, nói những lời ác độc, thì bây giờ cái lời nói của mình là nói phải đúng với sự thật. Sự thật, sự thật trong cuộc đời này thì sự việc đó nó diễn ra như vậy, thì mình biết như vậy, và mình nếu có phản ảnh, nếu mà mình có nói thì nên nói trung thực với những cái gì đang diễn ra, không sai khác, không sai khác. Nếu có nói thì nói những cái điều trung thật, đúng như vậy. Nói sự thật nữa, đúng sự thật đó là ví dụ như mình nói Phật pháp đi, thì mình nói phải đúng với chân lý, đúng với lời Phật dạy, chứ mình không có hư ngụy, không có xảo ngôn, mà chúng ta nói bằng cái lời đúng với chân lý, đó cũng là nói những lời chân thật, nói những cái đúng sự thật. Và cái nói nữa nó là nói gì? Nói bằng với cái tâm từ của mình. Nếu lời nói được nói ra thì nói bằng tâm từ. Vì tâm từ đó là một cái chất liệu tốt để xây dựng một cái đời sống an vui cho mình và cho người khác. Cái người, cái đối tượng mà được tiếp nhận cái lời nói của chính mình, thì mình nếu như một người mà nói bằng cái tâm từ thì họ cảm thấy mát mẻ. Họ cảm thấy mát mẻ. Đối tượng nào đó cảm thấy mát mẻ, đối tượng nào đó cũng cảm thấy đó là mát mẻ, là như vậy. Nói bằng cái tâm từ của chính mình. Cái thứ ba nữa nó là nói gì nữa? Nói mang đến cái sự lợi ích cho người khác. Thí dụ bây giờ chúng tôi nói nè, mình làm cái nghề nghiệp gì mà mình thấy rằng chính cái nghề nghiệp đó bằng cái công sức, trí tuệ của mình bỏ ra, mà bây giờ có một người nào đó học, muốn học mình cái nghề nghiệp đó để mà người ta nuôi sống ba gia đình bản thân của người ta đó, thì mình khuyến khích người ta, mình nói người ta những cái lời hướng dẫn cho người ta, cái nghề đó là phải làm như vậy, mang đến cái sự lợi ích cho người khác, mang đến sự lợi ích người khác. Rồi hoặc như là một người nào như dạy truyền đạt về kiến thức ấy, thì người ta truyền đạt đúng kiến thức của những gì mà kinh nghiệm sách vở để lại, kinh nghiệm bản thân của họ, những cái gì mà họ đã học hỏi từ trong sách vở được ghi lại, những cái gì mà kinh nghiệm của họ đã có từ ở trong đời sống hàng ngày mà bây giờ họ truyền đạt lại. Rồi như một người mà truyền đạt Phật pháp cũng vậy, nói là mang đến cái sự lợi ích cho người đó thì nên nói. Thì thay vì cái lời nói của chúng ta đó là bất thiện,
Mà bây giờ đó chúng ta nên nói những cái lời thiện hạnh. Mà thiện hạnh ở đây là nói đúng sự thật, nó bằng từ, nói mang luôn luôn, nói đến, mang đến cái sự lợi lạc cho người. Thì cái lời nói đó nên nói. À, nói đó nên nói. Cái suy nghĩ vậy, về cái ý của mình cũng vậy. Cái ý của mình nó là chúng ta thấy trong bát chánh đạo thì có hai cái điều là chánh kiến và chánh tư duy, đó là học xếp. Nhưng mà được hiện cái điều của phàm phu nghĩ, tâm nghĩ ta dùng. Và một lần nữa xin hỏi quý vị nghe lại chưa, và quý vị xin quý vị nghe lại chưa. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ khi mà nói đến cái ý của mình, cái tâm của mình, mình suy nghĩ làm sao để tâm tham của mình đừng sanh khởi. Ngay cả tham dục cũng vậy. Tham trong sắc đẹp, tiếng ngay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Tham trong nhục dục cũng vậy. Đừng có để cho cái tâm tham mình sanh khởi. Mà luôn luôn giữ cái đời sống của mình có chánh niệm. Hoặc là có chánh định. Tức là mình trú ở trong một cái đề mục nào đó. Hoặc là mình có chánh niệm, tức là mình ghi nhận được cái đề mục mà mình đang theo dõi, biết rõ được những cái đề mục mà mình đang theo dõi. Chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày để tránh đi cái dục tư duy đó. Rồi chúng ta tránh đi cái hận tư duy, tức là đừng nghĩ đến cái sự hận thù với bất cứ một chúng sanh nào, xa hay là gần, lớn hay là nhỏ, thô hay là tế. Ví dụ như là xa hay gần ở đây đó, là xa gần đó, ở đây mình gì hiểu là nhiều khi nói về không gian thì có lẽ là ở cảnh giới này, cảnh giới kia, người ở đầu này, ở đầu kia. Nhưng mà nói đến cái tâm của mình thì xa hay gần ở đây nhiều khi rồi mình nghĩ là vì sao mà mình sân hận với người đó, vì người đó làm hại mình, làm hại người thân của mình, hay là người đó làm mất lợi cho người thân của mình thì mình giận, vân vân. Cho nên tránh đi, tránh cái sanh đó đi. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng mà. Như vậy thì mình cũng dùng với cái thiện pháp này để uốn nắn. Nhưng mà cuối cùng thì những chúng sanh khác mà không có thực hành theo cái thiện pháp, không thực hành theo lời dạy của Đức Phật á, thì người đó cũng đâu có lợi lạc, và họ đi theo cái như vậy. Thì mình tránh đi cái hận tư duy, tức là đừng có nghĩ đến cái sự sân hận xa hay là gần, thô hay là tế, chúng sanh thấy hay là không thấy, đừng có nghĩ. Nhiều khi mình không có nghĩ giận một ai mà tự nhiên trong lòng mình thấy bực bội, bực bội vô cớ. Không phải là ai làm mình giận, không phải ai làm mình buồn, mà do là cái lòng của mình tự khó chịu,
Đó là một trong những cái điều mà chúng ta biết ở đây. Và cái điều cuối cùng nữa đó là không để cho cái làm tổn hại những chúng sinh khác. Thì ở đây đó, cái suy nghĩ như thế nào đó là suy nghĩ luôn luôn mang đến cái sự lợi lạc cho chúng sinh khác. Đó là không tổn hại. Bây giờ đó là cái bài kinh đầu tiên là bài kinh số 64. Thì Đức Phật Ngài nói về ba cái ác hạnh, tức là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý hạnh. Bài kinh số 65 thì Đức Phật Ngài dạy là không làm các cái ác hạnh đó, nhưng mà ngược lại thực hành những cái hạnh lành, đó là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Thì nó liên quan đến tam nghiệp, tức là ba nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi chúng ta nói tu á, có nghĩa là chúng ta chỉnh sửa lại, điều chỉnh lại cái thân, tu về thân nghiệp của mình, tu về khẩu nghiệp của mình, tu về ý nghiệp của mình. Có nghĩa là chúng ta chỉnh sửa lại đó. Chỉnh sửa ở trước đây nó là như bất thiện, nó là thì bây giờ chúng ta điều chỉnh nó lại là trở thành là chúng ta nói năng là nói điều thiện, và khi chúng ta suy nghĩ thì cũng suy nghĩ điều thiện, và khi chúng ta hành động là hành động điều thiện. Thì hả, mà còn cái nghiệp luân hồi á, thì một người mà tạo cái nghiệp bất thiện á, thì đưa đến quả khổ sở. Ngược lại á, là cái người mà tạo nghiệp thiện thì đưa đến cái quả an vui, đó là thiện thú. Thượng thú là chúng ta thì sanh lợi cõi người, cõi trời, tứ thiên dư đau lợi, đấu sức dạ ma quá là phi. Cũng nhờ đó mà chúng ta lại trở thành một bậc thánh nhân. Cũng nhờ chúng ta tu tập về những thiện nghiệp, từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi mà mình nói tu có nghĩa là tu thân, tu lời nói hay là tu khẩu, và tu luôn cả tâm ý, của tu lòng của mình. Tu là sửa, là như vậy. À, trong cái từ dân gian gọi là tu là sửa,